Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày mùng 2 tháng 10 thì cửa hàng Xuân Đỉnh lại tiếp tục lên cho bác một cái bộ âm thanh phối ghép hàng bãi rất là chất lượng mà giá tiền thì lại rất là mềm mại. Video này thì Xuân Đỉnh phối ghép cho bác là một cặp loa cây của hãng Yamaha. Dòng này thì nhìn rất là sang trọng. Đặc biệt là các bác trên chung cư hoặc các bác bày ở phòng khách thì nhìn những cặp loa này nhìn nó rất là lịch sự trong căn phòng của nhà mình. Cấu hình của loa rất là khủng, hai bát thật 17 gân cao su, màng nữa là màng carbon và một tép đôm. Dòng này thì cái giải trầm hay còn gọi là tiếng bát nó đánh rất là nặng và nghe rất là dễ chịu khi các bác nghe những bản nhạc không lời. Và các bác nghe nhỏ tiếng bát cũng rất là tốt. Vỏ gỗ phủ sơn mài piano, màu nó cũng là màu gỗ. Loa cây rất là nặng, công suất chịu tải lớn. Cặp này các bác chơi rất tốt, diện tích phòng từ 30-40m2, căng cước đầy đủ và loa còn rất là đẹp. Xuân Đỉnh đang phối ghép cho bác là một chiếc âm ly của hãng Sơn Sui. Model của dòng này là Sơn Sui Alpha 607 mặt gương. Và ngoài ra thì có một chiếc đầu của hãng CD Sony sản xuất. Thì đây là ba cái sản phẩm Xuân Đỉnh giới thiệu chi tiết cho các bác trong video buổi trưa ngày hôm nay. Các bác có thể là mua cả bộ cũng được, vì nếu như nói về cách phối ghép ở những tầm tiền gồm có một cặp loa và một chiếc âm ly thì mức giá tiền thì nó dao động là khoảng hơn 10 triệu một chút thôi. Để các bác đã chơi một âm thanh rất là chất lượng rồi. Và nếu như các bác nghe đầu đĩa thì các bác có thể là mua cùng với đầu CD cũng được. Còn nếu như không thì các bác có thể là mua riêng lẻ thì tùy theo nhu cầu sử dụng của mình. Mọi thông tin chi tiết các bác có nhu cầu thì alo cho Xuân Đỉnh theo số điện thoại trên bài là 0395727582. Địa chỉ mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết cho các bác từng sản phẩm cũng như báo giá công khai cho các bác luôn. Quay về cặp loa cho các bác trước thì đây là cặp loa của hãng Yamaha sản xuất. Dòng này là dòng đời cao, sẽ được sản xuất tại các nước khác nhau, nước thứ ba, ví dụ như dòng Indonesia hoặc là Malaysia sản xuất. Nhưng ngược lại thì nó vẫn làm cho thị trường của bên Nhật. Loa này thì còn rất là đẹp, zin tuyệt đối, hai bát 17 gân cao su còn mềm, màng đó là màng carbon. Đấy, những dòng đời cao và những dòng cây cột thì đa số là toàn là làm bằng những dòng màng carbon cao cấp rồi. Nhưng cái tiếng bát của dòng này đánh rất là lực, hai bát thật luôn, tem ở phía bên dưới. Loa này thì nó có kích thước chiều cao đạt là 1m, chiều ngang của loa là 21 và chiều sâu của loa là 32. Loa rất nặng và chất. Hiện tại thì Xuân Đỉnh đang test là một chiếc âm ly của hãng Sơn Sui. Đây là góc cạnh ở phía đằng sau của loa này. Thiết kế hẳn hai lỗ thông hơi. Đấy, lỗ bên trên, lỗ bên dưới. Trở kháng của loa là 6 ohm. Đấy, công suất input là 100W, tuyển công suất maximum, tức là công suất chịu tải lớn nhất của loa là 300W. Lỗ thông hơi ở trên và dưới đánh hai cổ loa B-Way. Toàn bộ là củ bọc 5 chấm kép 2 tầng, củ bọc chống từ. Loa thì rất là gấu. Loa ở đây thì nó là loa cũ đã qua sử dụng chứ không phải loa mới tinh. Nó vẫn có chảy xước, nhưng tổng quan ở những cặp loa mà theo cái tuổi đời của loa cũng như đã qua sử dụng mà được đẹp như này thì còn rất ít. Hàng nguyên bản, zin, mộc mạc, có chảy xước nhẹ. Đây là chiếc loa còn lại. Dòng này thì lại rất dễ phối ghép về âm ly. Các bác cứ ghép Xuân Đỉnh vào những dòng âm ly Sơn Sui. Đấy, đầu 6, đầu 7 hoặc đầu 9 thì tùy theo nhu cầu của các bác chơi. Ngoài ra thì các bác ghép Xuân Đỉnh vào những dòng Pioneer, đặc biệt là những dòng như Pioneer 7900 chỉ tầm hơn 4 triệu hoặc 4 triệu một chút. Đánh cặp này rất là hay, bát rất là lực. Còn có điều kiện chơi tốt hơn, các bác chơi đến 7800 hoặc 7800 mắc đôi. Đằng sau hơi chảy nhẹ tí xíu đằng sau này. Đấy, giờ vận chuyển. Còn nó góc cạnh rất ok. Loa còn đẹp. Cặp này có mức giá chỉ có 5 triệu rưỡi thôi, 5 triệu 500 nghìn đồng. Đấy, các bác đã chơi được một cặp loa Yamaha rất là chất lượng, vỏ gỗ phủ sơn mài piano, màu gỗ sang trọng, hai bát thật 17 và một tép đôm, chất âm vượt xa tầm tiền, mức giá tiền thì chỉ có 5 triệu rưỡi, chơi rất tốt, phòng 30-40m2, hình thức đẹp sang trọng, nghe hay bài đẹp trong tầm tiền. Đấy. Tiếp theo thì Xuân Đỉnh sẽ quay cho bác về hai cái sản phẩm, đó là âm ly và đầu cassette, đầu CD. Thì đây là chiếc đầu CD Xuân Đỉnh sẽ quay cho bác trước. Chiếc đầu này là CD của hãng Sony sản xuất. Đấy, model của nó là 991. Hôm nay thì có một cái hay, nó sẽ có một cái đường line out này để các bác, ví dụ bác nào mà đang chơi những cục đẩy mono block mà thích nghe nhạc bộc mạc thì cắm qua cái đường line out này, có volume to nhỏ trên đầu CD rất là tiện. Đấy, nó có hai đường ra nhé, một đường là sẽ qua cái đường to nhỏ này. Đấy, size của nó là size 43, mặt của nó là mặt phay nhôm màu đen. Tình trạng của máy thì vận chuyển về nó có hơi cấn nhẹ một tí ở cái gương này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy rõ này. Đấy,
Còn đây nữa là quạt điện tử, khi quay trên điện thoại thì các bác cảm thấy nó hơi nhấp nháy một chút xíu, nhưng thực chất ra thì nó không phải như vậy, đây là nó do cái phản ứng trên điện thoại thôi. Còn đầu đĩa thì mắt rất là tốt. Dòng này là dòng sử dụng mắt phổ thông, nên sau này các bác dùng hỏng thì các bác lại thay, rất là tiện dùng. Ở đây thì Xuân Đình đã test rồi, mắt, mũi, đầu, neck, bài, tua, phát đây, rất là nhạy. Dòng này thì quan trọng nhất vẫn là đĩa các bác phải tốt thì sử dụng nó mới bền được. Còn nếu như các bác mà sử dụng đĩa kém thì nói thật với các bác là sẽ rất là khó. Ở đây thì Xuân Đình cũng chỉ test cho các bác là một cái đĩa nó cũng rất là cũ, bẩn bẩn, xấu xấu thôi, chứ nó không phải là những cái đĩa mà nó đẹp. Đây các bác thấy rõ là mặt đĩa vẫn còn xước nham nhở đây, nhưng cho vào mắt nó vẫn đọc bình thường. Còn tất nhiên thì các bác chơi về đĩa thì chỉ quan trọng nhất là đĩa của bác phải sạch sẽ, lau chùi sạch sẽ, cẩn thận giữ gìn. Đấy, thì các bác khi sử dụng ấy, thì nó mới bền. Còn nếu như các bác cứ để chơi những cái đầu đĩa mà đĩa nó xước quá, xước băm bổ rồi thì nó rất là khó. Chiếc đầu này thì nó chỉ có mỗi một cái lỗi nhẹ là hơi chảy một chút xíu ở trên cái mặt kính. Đấy. Xuân Đình bán cho các bác mức giá là 1.200.000 đồng, rất là rẻ. Còn bình thường nếu như xuất sắc thì nó toàn trên 2 triệu, mà đặc biệt là những cái chiếc đầu cỏ này các bác đừng để ý về cái giá tiền, tại vì quan trọng nhất là đĩa tốt mà các bác đọc một chiếc đầu mà mắt nó phổ thông thì sau này các bác thay mắt nó rất là tiện. Còn quan trọng nhất vẫn là đĩa nó phải tốt. Điện 100V Sony model của nó 9-1, mức giá là 1.200.000, hơi cấn nhẹ chút xíu, còn mắt thì nó đọc bình thường. Đấy. Còn ở phía bên dưới này thì nó là một chiếc âm ly của hãng Sunsui Alpha 607. Dòng này thì nó là sử dụng mặt gương. Đây gọi là đời đầu của những dòng âm ly mặt gương. Đấy, size của nó là size 43 và có hai cái miếng tab nhựa hai bên thì nó là thành 45. Đánh hai cầu loa AB và A cộng B, trở kháng từ 4 ohm. Công suất của dòng này là 240W, sử dụng điện 100V. Khi cần to này đèn sáng thì bát check mới có tác dụng. Đấy. Có nào lướt, bên này là các cái đường vào, khi các bác di chuyển nó đều có đèn sáng. Đấy. Phono là dành cho đĩa than, dưới này có ba lăng, đường position là cầu chữ U. Dòng này tiếng rất là hay, công suất khỏe 240W, đánh tốt các loại loa Nhật Bass 2530, những dòng như loa Pioneer, hoặc các bác ghép với những dòng loa Diatone, hoặc những dòng loa Yamaha đánh những dòng Sunsui này rất là tuyệt vời. Em giá tiền thì rất là mềm mại, chiếc âm ly này thì tình trạng máy còn đẹp, zin tuyệt đối, mức giá tiền là 4.800.000 đồng, Sunsui Alpha 607 mặt gương. Đấy, các bác ghép vang cơ, vang số, hát karaoke rất là tuyệt vời. Đây là đằng sau của chiếc âm ly và chiếc đầu CD. Đầu CD này thì đây nó sẽ có hai đường ra. Đấy, có một đường sẽ là ăn theo cái volume to nhỏ và một đường thì bình thường. Có cổng quang ra đây. Đấy. Còn dưới đây là cái âm ly, máy móc là mới kính cong, rất đẹp. Đấy. Điện 100V, công suất của nó là 240W, mức giá tiền là 4.800.000. Chiếc đầu CD có mức giá là 1.200.000. Đấy, tổng đầu CD và âm ly là 6 triệu và cái cặp loa 5.500.000, tổng giá trị cả một bộ này mới có 11.500.000. Các bác chơi rất tốt và nghe nhạc hay ở những diện tích phòng 30-40m². Đây là ba sản phẩm mà Xuân Đình vừa quay chi tiết cho các bác trong video buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng. Các bác có nhu cầu thì alo trực tiếp theo số đặt trên bài. Xuân Đình xin phép kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.